Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ một bí ẩn chưa có lời giải cách đây 15 năm. Vào năm 2009, tàu thăm dò quỹ đạo sao Hỏa đã gửi về trái đất một bức ảnh khiến mọi người kinh ngạc. Trong một hẻm núi trên sao Hỏa, có dấu hiệu của việc dò rỉ dầu thô. Đến tận bây giờ, nếu bạn tìm kiếm trên Google Maps, vẫn có thể thấy cảnh tượng đầy ấn tượng này. Dòng chất lỏng đen chảy từ vách đá cao 443 mét, kéo dài gần 2 km và tạo thành một hồ lớn trên đồng bằng ở độ cao âm 1.457 mét. Cảnh tượng này giống hệt như các vết dầu dò rỉ tự nhiên trên trái đất, từ hồ muối ở Kazakhstan cho đến các mạch nhựa đường ở California. Vậy, phải chăng sao Hỏa cũng có dầu mỏ? 3 năm sau, tàu thăm dò Curiosity của NASA đã hạ cánh trên sao Hỏa và phát hiện những phân tử hữu cơ phức tạp trong mẫu đất với nồng độ cao gấp 100 lần so với những gì từng tìm thấy trước đó. Kết quả này làm dấy lên giả thuyết rằng dầu mỏ trên sao Hỏa có thể là hiện thực. Nhưng điều này có thật sự hợp lý? Chúng ta luôn được dạy rằng dầu mỏ trên trái đất là kết quả từ xác của các sinh vật cổ đại. Vậy sao Hỏa liệu cũng từng có khủng long hay những sinh vật tiền sử? Hay dầu mỏ thật ra không phải là tàn tích sinh học mà chính là máu của hành tinh? Bí ẩn này liệu có lời giải hay không? Mời các bạn theo dõi video ngày hôm nay trên kênh Thế Giới Cổ Đại. Bấm like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung thú vị nào của chúng tôi nhé. Năm 1986, sao chổi Hagley quay trở lại gần trái đất. Bảy tàu thăm dò đã được phóng lên để giải mã những bí ẩn của nó. Tuy nhiên, một câu hỏi khó hiểu nảy sinh. Tại sao bề mặt của sao chổi Hagley chỉ phản xạ 4% ánh sáng, thậm chí còn ít hơn cả nhựa đường đen đặc, vốn phản xạ đến 7%? Phải chăng bề mặt của nó được bao phủ bởi một lớp dầu siêu dày hoặc nhựa đường siêu dày? Nếu sao chổi Hagley tối đen và không phản chiếu, thì làm sao nó có thể từng là một ngôi sao chổi sáng chói như mặt trời, được ghi chép trong lịch sử là điềm báo tai ương? Các tàu thăm dò tiếp tục theo dõi và phát hiện rằng, mặc dù sao chổi Hagley đen kịt, nhưng khi nó đến gần mặt trời, nó bắt đầu phun ra những dòng khí khổng lồ, tạo nên một vầng hào quang rực rỡ. Dữ liệu cho thấy, lượng nước trong sao chổi Hagley rất lớn. Khi tiến lại gần mặt trời, nhiệt độ cao kích thích các hợp chất nước khiến chúng phun ra ngoài, tạo ra ánh sáng rực rỡ phản chiếu ánh sáng mặt trời. Nhưng sao bề mặt của nó lại đen hơn cả nhựa đường? Năm 1986, dù không thể đổ bộ lên bề mặt sao chổi, các nhà khoa học vẫn thu thập dữ liệu từ các dòng khí phun ra và đề xuất một giả thuyết đáng sợ, lý thuyết quả cầu bần. Sao chổi Hagley không chỉ chứa nước mà còn có lượng lớn hợp chất hydrocarbon. Những hydrocarbon này là gì? Phải chăng nó chính là dầu mỏ của vũ trụ? Liệu sao chổi Hagley có phải là một quả cầu máu bẩn được bao bọc bởi một lớp dầu mỏ đã tồn tại hàng triệu năm bay quanh mặt trời mỗi 76 năm một lần? Chúng ta vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng cho những bí ẩn này. Nó chỉ là một sao chổi xa xôi, làm sao có thể có ánh sáng mặt trời, khí quyển, từ trường hay sự bảo vệ của sinh quyển cho các loài sinh vật như khủng long? Lớp nhựa đường dày trên bề mặt của sao chổi Hagley liệu có phải là dầu mỏ không? Nếu đúng vậy, thì dầu mỏ này là máu của hành tinh hay là dấu vết từ thời tiền sử? Khi phóng viên tiếp tục cuộc điều tra, câu chuyện trở nên kỳ bí hơn. Phóng viên đã đến vùng Abruzzo, miền trung nước Ý, nơi từ thời La Mã cổ đại đã để lại hàng loạt các hầm mỏ lớn nhỏ dưới lòng đất. Một số người nghi ngờ rằng, làm sao nền công nghệ của La Mã cổ đại có thể tạo ra được mạng lưới hầm mỏ lớn kéo dài hàng ngàn km như vậy? Điều kỳ lạ là, lịch sử La Mã chỉ ghi lại một vài thông tin mờ nhạt về Abruzzo, cho rằng nơi này nổi tiếng với đá cẩm thạch. Nhưng rõ ràng, các hầm mỏ này không phải để khai thác đá cẩm thạch. Ban đầu, các chuyên gia phát hiện thấy dấu vết của nhựa đường chảy rò rỉ từ các hầm mỏ, gợi nhớ đến câu chuyện huyền thoại về lửa Hy Lạp. Được cho là vào thế kỷ thứ 8, khi Đông La Mã đang lung lay trước sự tấn công của Ả Rập, một thợ thủ công đã khôi phục lại kỹ thuật sản xuất lửa Hy Lạp, một loại vũ khí khủng khiếp có thể cháy liên tục trên bề mặt nước và đất liền. Đông La Mã nhờ đó mà đã đánh bại quân Ả Rập, giữ vững đế chế thêm vài trăm năm. Tuy nhiên, khi Đông La Mã sụp đổ, công nghệ lửa Hy Lạp lại bị thất truyền. Vậy thì thứ gì có thể phun ra, cháy liên tục trên bề mặt nước và đất liền? Mãi đến thời đại công nghiệp hiện đại, các nhà khoa học mới dần dần giải mã rằng lửa Hy Lạp
có lẽ là một loại sản phẩm từ dầu mỏ cổ đại. Tuy nhiên, cả La Mã cổ đại lẫn Đông La Mã đều giữ bí mật về thứ vũ khí này. Khi đế chế La Mã khai thác hàng ngàn km hầm mỏ tại Abruzzo và Đông La Mã sử dụng thứ đó để đánh bại quân Ả Rập, cả hai đế chế đều không ghi chép lại về nó trong lịch sử, khiến công nghệ này bị thất truyền. Điều này có vẻ hợp lý, nhưng nếu La Mã đã khai thác được nhiều dầu mỏ và nhựa đường như vậy, tại sao không chỉ người La Mã mà ngay cả kẻ thù của họ cũng không ghi chép lại? Một giả thuyết cho rằng, có thể người La Mã không phải là những người khai thác những hầm mỏ này, mà chỉ là những kẻ tình cờ phát hiện ra chúng. Họ đã tìm thấy nhựa đường, dầu mỏ và một số tài liệu cổ đại từ các hầm mỏ này, và từ đó tạo ra lửa Hy Lạp. Tuy nhiên, vì lượng dầu mỏ còn sót lại trong các hầm mỏ không nhiều, họ không thể sử dụng nó trên diện rộng. Năm 1956, trong một chuyến thám hiểm sâu vào các hầm mỏ, các nhà thám hiểm đã phát hiện một sinh vật khổng lồ bằng dầu mỏ, giống như một sinh vật sống. Khi công nhân chạm vào nó, họ cảm thấy nhiệt độ và nhịp đập của nó. Sau đó, bức ảnh về sinh vật dầu mỏ này được lan truyền cùng với những câu chuyện đồ thị đầy huyền bí. Nhưng về sau, các nhà khoa học chỉ đơn giản nói rằng đó chỉ là nhựa đường tự nhiên. Dù vậy, rõ ràng bí ẩn lớn hơn vẫn chưa được giải đáp. Ai đã đào các hầm mỏ này từ thời cổ đại? Và ai đã khai thác dầu mỏ và nhựa đường từ trong đó? Năm 2011, ở vùng núi Karakora thuộc Bắc Caucasus, Nga, một thành phố ngầm bí ẩn khác đã được phát hiện. Lối vào thành phố rất nhỏ, chỉ đủ cho một người nghiêng mình chui qua, nhưng các bức tường đá bên trong lại trơn tru như thể đã được mài giũa bởi con người. Người đầu tiên phát hiện ra nó là Arthur. Khi anh hạ xuống 30 mét và qua một khúc cua, không gian bỗng trở nên rộng lớn. Arthur phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng khổng lồ dưới lòng đất, với các bức tường trơn tru và được ghép từ những tảng đá lớn. Điều này liệu có phải là một hang động tự nhiên? Sau 90 phút khám phá, Arthur trở về mặt đất và biết rằng khám phá của mình liên quan đến truyền thuyết cổ xưa về Caucasus. Truyền thuyết kể rằng, ở vùng Caucasus, từng có một thành phố cổ đại hùng vĩ nằm cả trên và dưới lòng đất. Nó giống như một loại thánh địa cho các hoạt động tôn giáo thời tiền sử, hoặc có thể là một di tích công nghiệp cổ xưa. Điều này thậm chí còn khiến người ta liên tưởng đến những căn phòng bí mật trong kim tự tháp và lý thuyết về máy phát năng lượng của kim tự tháp. Tuy nhiên, khi Arthur tiếp tục thăm dò sâu vào hang động và phát hiện có luồng không khí di chuyển, anh đã nhận xét rằng nơi này trông giống như một mỏ dầu đang được khai thác. Nhưng tại sao một khu khai thác dầu lại cần được trang trí bằng những khối đá khổng lồ? Và điều gì đang ẩn dưới dòng không khí đó? Thật không may, 2 năm sau khi khám phá hang động, Arthur đã qua đời trong một tai nạn xe hơi. Và tất cả các nghiên cứu và khám phá tiếp theo về hang động này đều được chuyển giao cho một tổ chức bán chính phủ của Nga mang tên Kolmogoy. Từ đó, không có thêm bất kỳ thông tin nào được công bố. Tương tự như câu chuyện ở Nam Cực, nơi các chuyên gia người Đức phát hiện ra một mỏ dầu siêu lớn đủ để cung cấp năng lượng cho nhân loại trong 15 năm. Nhưng kỳ lạ thay, họ lại nhận ra dầu mỏ này đã từng được khai thác trước đó. Và câu chuyện về dầu mỏ dường như không đơn giản như chúng ta nghĩ. Từ những sự kiện hiện tại cho đến thời cổ đại. Tiếp tục điều tra, trong bối cảnh khoa học, dầu mỏ thực sự bắt nguồn từ đâu? Bạn còn nhớ lý thuyết về nguồn gốc dầu mỏ từ 20 năm trước không? Có thể dầu mỏ không chỉ đơn thuần là tàn tích của các sinh vật cổ đại. Làm thế nào mà Saudi Arabia lại có trữ lượng dầu khổng lồ như vậy, đủ để khai thác trong 20 năm nữa? Chẳng lẽ vào thời tiền sử, một số lượng khổng lồ khủng long lại tập trung chết ở đấy? Theo lý thuyết phổ biến, các tàn tích động vật bị nén dưới áp suất và nhiệt độ cao trong lòng đất đã biến thành dầu. Còn tàn tích thực vật thì biến thành than đá. Nhưng nếu giải thích bằng cách này, thì liệu có phải một lượng khổng lồ xác cây cối thời tiền sử đã tạo ra nguồn dầu mỏ phong phú tại Saudi Arabia? Học giả giải thích rằng, có lẽ trong thời tiền sử chưa tồn tại vi sinh vật có khả năng phân giải lignin, thành phần gỗ của cây cối. Hãy tưởng tượng, từ khi cây cối xuất hiện hàng tỷ năm trước, mọi cây đổ xuống đều không bị phân hủy, mà tích tụ thành từng lớp một. Qua hàng triệu năm, những khu rừng khổng lồ chồng chất lên nhau, và đó chính là nguồn tạo ra lượng dầu khổng lồ dưới lòng đất của Saudi Arabia. Rồi sau này, một loại vi sinh vật tiến hóa được gọi là nấm đã có khả năng phân hủy gỗ. Và từ đó, dầu mỏ mà chúng ta khai thác sau này chủ yếu từ các sinh vật khổng lồ như khủng long. Các nhà địa chất liệu có bỏ qua nguyên lý phân hủy gỗ bởi nấm hay không? Khi tôi nghe học giả giải thích về lý thuyết này, tôi đã mở to mắt, cảm giác như vừa được khai sáng.
Nhưng khi tôi cố gắng tiếp tục thảo luận với học giả, cô ấy lại bất ngờ chuyển sang kể về một câu chuyện liên quan đến phấn viết bảng. Cô ấy hỏi tôi có biết tại sao lại sử dụng phấn viết bảng trong lớp học không? Và tôi đương nhiên không biết. Sau đó cô hỏi thêm, anh có biết tại sao kỷ phấn trắng lại được gọi là kỷ phấn trắng không? Lúc đó tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao. Rồi cô giải thích rằng, cô rất muốn đến thăm bờ biển Wycliffe of Dover ở eo biển Anh. Nơi đó là bờ biển trắng xóa, tạo thành một lớp trầm tích dày đặc. Tất cả đều là hóa thạch của các loài tảo và vi sinh vật cổ đại. Có lẽ chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của trái đất thời tiền sử. Những vi sinh vật tảo có thể tạo nên cả một vùng bờ biển và đáy biển toàn hóa thạch. Thương nhân người Anh đã khai thác loại phấn trắng này suốt hàng trăm năm mà chưa hề làm suy giảm chút nào. Phải chăng lượng dầu mỏ dưới lòng đất của Saudi Arabia cũng là một kết quả của những sự kiện như vậy? Một lượng lớn vi sinh vật đã chết và lắng đọng, tạo thành các mỏ dầu khổng lồ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Điều đáng chú ý là dầu mỏ được sinh ra từ sâu trong lòng đất, và chỉ ở đó chúng ta mới có thể tìm thấy nguồn gốc thực sự của nó. Sau này, qua nhiều thế hệ, các nhà khoa học Nga tiếp tục ủng hộ giả thuyết rằng dầu mỏ không bắt nguồn từ sinh vật, mà là từ các quá trình vô cơ. Thậm chí, dựa theo lý thuyết này, người Nga đã tìm thấy nhiều mỏ dầu siêu lớn trên toàn thế giới. Theo như được biết, một trong những phương pháp tìm kiếm dầu mỏ của người Nga là xác định các mỏ khí CO2. Bởi vì CO2 thường xuất phát từ sâu trong lòng đất. Khi tìm được CO2, họ có thể dễ dàng lần theo manh mối để phát hiện ra các mỏ dầu khổng lồ. Trở lại với cuộc điều tra của phóng viên, sau khi tìm hiểu về cả thuyết dầu mỏ từ sinh vật và thuyết vô cơ, anh đã tìm đến một nhà vật lý thiên văn nổi tiếng người Mỹ, Thomas Cole. Nghiên cứu của Cole dường như đang hé lộ cho chúng ta một sự thật về nguồn gốc vũ trụ của dầu mỏ, còn lớn lao hơn rất nhiều so với những gì ta từng nghĩ. Ông đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu quan trọng về thiên văn học, vật lý địa cầu và cả chương trình không gian của NASA. Nhưng hai lý thuyết gây tranh cãi lớn nhất của ông chính là thuyết phôi thai vũ trụ và lý thuyết dầu mỏ từ lòng trái đất. Lý thuyết về dầu mỏ từ lòng trái đất của Cole thậm chí còn táo bạo hơn so với các nhà khoa học Nga. Năm 2001, khi đã 81 tuổi, Cole xuất bản cuốn sách Sinh quyền của lòng trái đất, huyền thoại về nhiên liệu hóa thạch. Trong đó ông khẳng định rằng dầu mỏ không chỉ xuất phát từ trái đất mà còn tồn tại khắp nơi trong vũ trụ. Những hợp chất hydrocarbon như methan là những chất rất phổ biến trong không gian, tồn tại trên các hành tinh như sao Hỏa, sao Thổ, sao Diêm Vương và thậm chí có cả những biển methan tinh khiết trên vệ tinh Titan của sao Thổ. Các đám mây vũ trụ khổng lồ như hình ảnh được chụp từ kính viễn vọng Hubble cũng chứa đầy hydrocarbon. Vậy tại sao dầu mỏ mà chúng ta khai thác lại chứa các dấu hiệu sinh học? Theo Cole và các nhà khoa học Nga, điều này có thể là do dầu mỏ đã bị ô nhiễm bởi các sinh vật trong quá trình hình thành và di chuyển qua lớp vỏ trái đất. Cole thậm chí còn đi xa hơn khi cho rằng trong lòng trái đất còn tồn tại một hệ sinh quyển chưa được khám phá, nơi mà các vi sinh vật ăn hydrocarbon. Chính các vi sinh vật này đã thải ra những chất sinh học mà chúng ta tìm thấy trong dầu mỏ ngày nay. Thế nhưng, thực tế lại cho thấy rằng, dựa trên lý thuyết của Thomas Cole, nhiều mỏ dầu khổng lồ đã được phát hiện. Nếu ai đó hỏi rằng dưới lớp đá hoa cương hay lớp đá lửa có thể tồn tại dầu mỏ không? Theo lý thuyết sinh học, những loại đá này không có nguồn trầm tích. Vậy thì làm sao có dầu mỏ? Nhưng Cole đã thách thức điều đó và tuyên bố rằng nếu nói rằng không có dầu dưới lớp đá hoa cương, tôi sẽ tìm cách chứng minh điều ngược lại. Lúc đầu, việc tìm kiếm của Cole không mấy suôn sẻ. Năm 1987, ông đã thuyết phục chính phủ Thụy Điển tài trợ cho việc khoan ở hồ Sinjan. Tại đây, có một hố va chạm của thiên thạch khổng lồ và Cole tin rằng dầu mỏ sẽ được tìm thấy dưới lớp đá này. Những công nhân tại công trường ban đầu nghĩ rằng đây là một sự lãng phí công sức vì họ không tin rằng có dầu mỏ ở nơi này. Tuy nhiên, không lâu sau, đội khoan đã rút được 100 lít bùn dầu màu đen. Cole vui mừng tuyên bố rằng đây là bằng chứng của dầu mỏ và các vi sinh vật dưới lòng đất. Các chuyên gia khác chỉ coi đó là ô nhiễm ngẫu nhiên. Nhưng Cole không bỏ cuộc. Ông tiếp tục khoan sâu hơn ở vị trí thứ hai. Và lần này, họ đã tìm thấy 80 thùng dầu. Khi những người khác chế nhạo rằng kết quả không đáng kể, Cole vẫn kiên trì. Ông trở về Mỹ và chỉ ra rằng dưới các mỏ dầu ở đảo Aiken, Louisiana đã cạn kiệt. Nhưng nếu khoan sâu hơn qua lớp đá lửa, họ sẽ tìm thấy dầu mới. Năm 1989, dự đoán của ông thành hiện thực khi mỏ dầu Engine bắt đầu sản xuất trở lại với sản lượng 20.000 thùng mỗi ngày.
Dù sau đó sản lượng giảm dần, nhưng đến năm 1996, mỏ dầu lại bất ngờ hồi phục, sản xuất tới 30.000 thùng mỗi ngày. Điều này khiến người ta đặt câu hỏi rằng, tại sao dầu mỏ đã cạn kiệt lại có thể tái sinh? Và tại sao lại có dầu dưới các lớp đá không có trầm tích? Lý thuyết sinh học truyền thống không thể giải thích hiện tượng này, nhưng lý thuyết sinh quyển điện tâm của Gould thì có thể. Ông không chỉ giải thích sự tái sinh của dầu mỏ, mà còn chỉ ra cách tìm kiếm dầu dưới các lớp đá hoa cương và đá lửa. Vậy tại sao công chúng lại chỉ biết đến lý thuyết sinh học rằng dầu mỏ là nguồn tài nguyên không thể tái tạo và được hình thành từ xác sinh vật cổ đại? Thực tế, có một câu trả lời thú vị từ một cựu sĩ quan cao cấp của quân đội Mỹ, người từng là trợ lý riêng của Tổng thống Kennedy. Ông này tiết lộ rằng, cụm từ nhiên liệu hóa thạch đã được tạo ra nhằm mục đích kiểm soát thông tin về nguồn cung dầu mỏ, vì dầu mỏ là nguồn sống của nền kinh tế Mỹ. Nhưng câu chuyện cụ thể hơn đã được tiết lộ trong một chương trình đặc biệt. Quay lại với câu chuyện ban đầu về bí ẩn của sao chổi Hagley, chúng ta hãy xem xét lý thuyết phôi thai vũ trụ của Gould. Sao chổi Hagley tại sao lại được bao phủ bởi một lớp dầu khổng lồ và lớp nhựa đường dày đặc? Nếu nhìn từ quan điểm sinh học, điều này có vẻ vô lý. Nhưng nếu xem xét từ góc độ vũ trụ của Gould, dầu mỏ có thể được tạo ra từ nhiệt độ và áp suất cao bên trong các thiên thể. Gould tin rằng, dầu không chỉ cung cấp năng lượng cho sự phát triển của các nền văn minh trên hành tinh, mà còn đóng vai trò cung cấp nước dùng sự sống nguyên thủy khi các hành tinh hình thành. Theo Gould, sự sống ban đầu không hình thành từ đáy biển hoặc trên mặt đất, mà trong các khe nứt chứa dầu mỏ trong lòng đất. Chính dầu mỏ chứa các chuỗi carbon dài và các yếu tố cần thiết cho sự sống như oxy, nitơ và kim loại đã cung cấp môi trường cho việc hình thành ADN và tế bào đầu tiên. Những hợp chất này sau đó dần dần thẩm thấu lên bề mặt, tạo nên sự sống trên hành tinh. Trí tuệ được sinh ra từ sự sống, và rồi chính trí tuệ đó lại cần nhiên liệu để phát triển, dần dần vươn xa khỏi hành tinh, tiến tới những nền văn minh ngoài không gian. Nhưng tại sao lại có khái niệm phôi thai vũ trụ? Câu trả lời có phần u ám. Đồng nghiệp của Gould, Freeman Dyson, từng đưa ra một giả thuyết về quả cầu Dyson. Bạn có nhớ chúng ta đã nói về lý thuyết cấp độ văn minh của Kardashev trong câu chuyện về vệ tinh hiệp sĩ đen không? Thực ra, từ thập niên 1960, các nhà khoa học tìm kiếm người ngoài hành tinh đã tính toán rằng nếu muốn thoát khỏi hành tinh của mình và định cư ở một hệ sao, nền văn minh đó phải sử dụng toàn bộ năng lượng từ hành tinh gốc của họ, đạt tới cái gọi là nền văn minh cấp độ 1. Hiện tại, loài người chúng ta chỉ mới đạt khoảng 0,72 cấp độ văn minh với việc sử dụng một phần dầu mỏ và năng lượng mặt trời. Để đạt cấp độ 1, dầu mỏ không đủ, chúng ta sẽ phải cần phát triển các phương pháp khai thác toàn bộ năng lượng của hành tinh, chẳng hạn như thu thập tất cả năng lượng mặt trời chiếu tới trái đất, hoặc như Tesla đã dự đoán, sử dụng nguyên lý máy phát điện hành tinh để tận dụng năng lượng của chính trái đất. Nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng đối với loài người hiện nay. Nếu văn minh đó muốn thoát khỏi hệ sao của mình, họ sẽ cần năng lượng cấp độ sao? Và làm sao khai thác toàn bộ năng lượng từ một ngôi sao? Dyson từng đưa ra ý tưởng về quả cầu Dyson, một tấm pin năng lượng khổng lồ bao quanh toàn bộ ngôi sao, giúp thu thập toàn bộ năng lượng của đó. Tuy nhiên, khả năng thực hiện điều này gần như không thể, bởi khối lượng của mặt trời chiếm tới 99,8% tổng khối lượng của hệ mặt trời. Chúng ta lấy đâu ra đủ vật liệu để bao quanh mặt trời? Dù vậy, nếu một nền văn minh đạt được điều này, họ sẽ tiến tới cấp độ 2 theo Kardashev, thoát khỏi hệ sao của mình và khám phá các hệ sao khác. Nhưng Freeman Dyson và Gould lại tin rằng không có nền văn minh cấp độ 2. Cấp độ 1 đã là đỉnh cao của mọi nền văn minh. Tất cả đều bị giới hạn trong hệ sao của mình, như thể đang bị giam cầm trong một nhà tù thiên hà, không bao giờ có thể vượt qua bức tường lửa băng giá của hệ sao đó. Đây có lẽ là lời giải thích cho nghịch lý Fermi, tại sao chúng ta chưa gặp người ngoài hành tinh, đơn giản vì không có trí tuệ nào có thể thoát ra khỏi hệ sao của mình. Vậy thì, câu trả lời cho bí ẩn về sao chổi Hagley và nguồn gốc của dầu mỏ trong vũ trụ liệu đã rõ ràng? Nếu không có nền văn minh nào có thể thoát khỏi hệ sao của mình, và những ngôi sao rồi cũng sẽ lụi tàn, thì những nền văn minh này sẽ đi về đâu? Có lẽ, họ đã sử dụng dầu mỏ và nước để tạo ra những phôi thai vũ trụ, phá hủy hành tinh của mình để gửi những hạt giống này vào không gian, đạt được vận tốc vũ trụ thứ 3 và bắt đầu cuộc hành trình dài đằng đẵng trong không gian giữa các vì sao. Những hạt giống này trôi giặt khắp vũ trụ, có những hạt như sao chổi Hagley bị mặt trời thu hút và mãi mãi quay quanh nó, mỗi 76 năm quay trở lại một lần, cho đến khi bị đốt cháy hoàn toàn. Còn có những hạt khác như ông mùa, nhìn như sắp bị mặt trời bắt giữ
Nhưng rồi chúng kích hoạt chương trình tự động cuối cùng, tăng tốc và trốn thoát, tiếp tục trôi giạt về phía một ngôi sao khác. Và có những hạt giống như vô số sao chổi trong đám mây Oort, trôi nổi vô định, không bao giờ có cơ hội gặp được ngôi sao hay hành tinh phù hợp, mãi mãi lạc lõng trong khoảng không lạnh lẽo của vũ trụ. Liệu số phận của loài người sẽ như vậy chăng? Có thể là như thế, hoặc cũng có thể là không. Bởi chúng ta vẫn còn những mỏ dầu cổ đại, như thể chúng ta đã từng khai thác từ trước. Có lẽ, như giả thuyết về thảm họa Deccan cho rằng, con người không phải là nền văn minh đầu tiên trên trái đất. Các nhà khoa học đã tính toán rằng, từ kỷ Ordovic, cách đây 440 triệu năm, trái đất đã có đủ dầu và năng lượng carbon để giúp một nền văn minh bay ra ngoài vũ trụ. Trong sự kiện nhiệt độ cực đại Paleocene-Eocene, cách đây 65 triệu năm, có thể đã có một nền văn minh trước đó đã thải ra lượng khí nhà kính nhiều hơn cả loài người hiện nay. Những chỉ số khí nhà kính còn lưu lại trong lòng đất và những câu chuyện về các mỏ ở Abruzzo hay các tàu hầm ở Cáp Cát có thể chính là dấu vết của nền văn minh đã thoát khỏi trái đất, bay ra khỏi hệ mặt trời từ hàng triệu năm trước. Hy vọng là như vậy. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi đến hết video ngày hôm nay. Chúc các bạn buổi tối tốt lành. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.